Cảm ơn quý vị đã cùng với chúng tôi qua chương trình Cà phê sáng nay. Kính thưa quý vị, trước khi chúng tôi trở lại với hai vị giáo sư Lê Trung Khảo và ông Bùi Đức Nguyên về hội bữa Juvenal, quý vị cho phép chúng tôi có một ít tin để chúng tôi gửi đến quý vị. Thì Betty biết tối nay ở thành phố Garden Grove có cái chuyện gì đặc biệt không? Dạ thưa anh, ở thành phố Garden Grove thì mỗi 2 tuần sẽ có một cái cuộc họp Vâng. Của thành phố. Thì tối hôm nay chắc chắn là sẽ có một cái việc rất là quan trọng liên quan tới thị trưởng Bảo Nguyễn. Cô giỏi quá ha. Tại vì trước đi khi lên hát tin tối, là... đi ca hát tối ngày vậy mà cũng biết thành phố Garden Grove. Kính thưa quý vị, tối nay thành phố Garden Grove sẽ có một cái buổi họp của hội đồng thành phố. Và trong đó Ủy ban Chống Cộng sản và Tay Sai cũng giống như tất cả thành viên của cộng đồng người Việt chúng ta, họ đã muốn chúng ta đến tham dự cái buổi họp của thành phố để chia sẻ với những gì mà họ muốn chia sẻ với ông thị trưởng thành phố Garden Grove. Chắc quý vị cũng biết rằng thành phố Garden Grove đã lần đầu tiên trong lịch sử có một thị trưởng trẻ mới, đó là ông Bảo Nguyễn. Và đặc biệt chúng tôi nhân cơ hội này cũng gửi lời cầu nguyện cho Linh Mục Vũ Ngọc Long. Linh Mục Vũ Ngọc Long hiện nay là quản nhiệm giáo xứ San Barbara và hiện nay thì Ngài sẽ bận công việc đi học hành tạm gián đoạn một thời gian. Và ngày đầu thì chúng ta cũng cần cầu nguyện cho Ngài lúc này trong vấn đề học vấn trong tương lai của Ngài. Đi học thì ai cũng cầu đỗ đạt ha. Nhưng mà có một cái niềm cũng rất đáng buồn là chúng ta đang trông chờ để vào Linh Mục Phụ Ngọc Long trở thành vị chánh xứ đầu tiên của San Barbara. Oh, wow. Nhưng mà Ngài đi học rồi không biết có trở lại làm chánh xứ được có nữa thể thời hay gian là đi không. Học. Có thể đỗ đạt sẽ trở về, anh cáo trạng trở về phải không? Cũng có thể Ngài sẽ trở thành giám mục cũng có. Đâu cái chuyện đó thì không ai biết được. Okay. Nhưng mà kính thưa quý vị, chúng ta phải trở lại với hội bữa Juvenal và chắc là hy vọng chúng tôi sẽ nghe được ông Bùi Đức Nguyên hội trưởng nói một ít về hội Juvenal của quý vị hiện tình như thế nào bây giờ nè. Dạ vâng, xin phép anh với xin phép thưa quý vị khán thính giả của đài TV. Dạ vâng. Thực sự thì không có một hội nào hay là một đoàn thể nào vui khi mà có 2-3 hội. Cái đó là cái sự đau buồn mà bất cứ người nào cũng phải có cái đó. Nhưng mà trên thực tế thì có thể nói ở miền Nam Cali này, hầu như hội nào cũng có 2 hội hết. Chắc là quý vị làm trọng đài các quý vị biết cái đó. Cái điều đó không phải là bào chữa chúng tôi 2 hội. Nhưng mà cái hội chúng tôi vẫn có một cái không phải tham vọng không đúng mà một cái ước mong là hội sẽ nhập một. Tại vì dù sao cũng là một dưới một cái mái trường dưới những từ bưởi Juvenal, nhưng dĩ nhiên một cái hội khác thì gọi là Juvenal thôi để cho nó có vẻ khác nhau. Nhưng mà thực sự ra thì chúng tôi là cái thế hệ sau đều học chung một trường hết, thì chúng tôi rất mong được chuyện nó xảy ra. Nhưng mà trước khi cái chuyện xảy ra đó thì tôi xin có một vài tóm lược như vậy là cái hội bưởi Juvenal chúng tôi là thành lập từ năm 1980, có nghĩa là 36 năm nay rồi. Do các vị tiền nhiệm lập các đã 7-8 đời hội hội trưởng, thì tôi là coi như là đàn em út mà được trao trách nhiệm lẫn nhiệm vụ này, thì chúng tôi tiếp tục cái truyền thống đó và làm cái đó. Thì cũng là một điều không may là trong cái thời gian mà chính trị ở miền Nam Cali rất là sôi bỏng, các đề tài về Biển Đông mình kia cứ tranh luận nhau, thì tôi không nói chi tiết ra nhưng mà đại khái thì có những cái vấn đề khác biệt đó mà tạo ra là có một hội mới. Đó rất là cái này thì phải nhờ ý kiến của giáo sư Lê Trung Khảo. Các quý vị cũng biết rằng chúng ta phải tôn kính giáo sư Lê Trung Khảo vì ông là một người có thể nói là bậc thầy. Thưa giáo sư, lại dĩ nhiên tôi hoàn toàn đồng ý với cái quan điểm của anh Bùi Đức Uyên, chúng ta có quyền tự do, chúng ta quyền làm gì, nhưng mà cái ý nghĩ của tất cả những người Việt ở đây mong muốn tất cả các trường học phải là một hội thôi, không thể một cái trường học mà có 2 hội được. Cái điều đó nó không tạo nên một cái điểm thông cảm thân hữu giữa những người cùng chung một mái trường với nhau. Mục đích chúng ta tạo hội là gì? Tạo được cái điểm thân hữu với thân ái. Thành ra chúng tôi hy vọng là tiếng nói của giáo sư Lê Trung Khảo, một người có uy tín trong cộng đồng này, sẽ ghép làm được cái tốt đẹp hơn cái vấn đề mà 2-3 hội trong một trường học, phải không giáo sư? Tôi rất tán đồng cái ý kiến của anh Trọng, đúng như thế. Khi mà một trường mà có tới 2 hội như vậy thì là một cái điều không nên. Và trước khi cái chuyện nó xảy ra thì tôi có mời tất cả ngồi lại để tìm cái giải pháp chỉ có 1 hội thôi. Yeah. Nhưng mà rất tiếc là có lẽ tại vì cái uy tín của tôi chưa đủ để không phải đâu chứ để cho các anh em xóa bỏ những các cái dị biệt. Và vì thế cho nên đến bây giờ vẫn còn 2 hội. Tuy nhiên trong thâm tâm tôi
tôi vẫn mong rằng hai hội sẽ chỉ còn là một hội. Vâng. Thôi thì đến bây giờ chúng ta thì giờ cũng gần là rất hạn hẹp, thì kính mời anh Vũ Đức Uyên chia sẻ với cái đại hội bưởi của quý vị. Rồi, tôi xin phép biết ngắn gọn cái vụ mà hai hội hợp một đó, là vì cái này rất quan trọng đối với câu hỏi đặt ra mà chưa trả lời chấm dứt, là chúng tôi đó thì hiện giờ là hai, nhưng mà chúng tôi vẫn liên lạc với nhau, một số anh đó vẫn là chơi thân với tụi tôi. Thì là tụi tôi tháng năm nay là cái năm mà tụi tôi bầu lại ban chấp hành, thì là cái đại hội ban chấp hành đó, là tụi tôi trước quý vị khán giả ở đây, chúng tôi trân trọng mời tất cả các chú Vân An, bất cứ một nhóm nào, bất cứ một cái hội nào tham dự đồng đều, mỗi người một lá phiếu và đến với chúng tôi. Đây là một cái cơ hội mà tôi nghĩ là chúng ta có thể xóa bỏ những cái chuyện hai hội. Thì tôi cái ngày đại hội đó là chúng tôi không có giới thiệu hạn ai, không giới thiệu, không có phân biệt một người nào hết, nhóm nào hết, mở cửa trước mọi người. Thì hôm đó hy vọng là anh sẽ đến tham dự cái buổi bầu phiếu. Đó là để chấm dứt cái chuyện hai hội. Vâng, phải nhờ mấy tí. Dạ, cái ngày đó sẽ là ngày 8 tháng 3 và địa điểm là ở Seafood World. Vào lúc từ 6 giờ cho tới 11 giờ đêm, thì cũng mong quý vị mua vé để tới vui xuân với lại hội bưởi Chu Văn An. Giá vé chỉ có 30 đồng thôi quý vị. Vâng, kính thưa quý vị, vừa rồi là bưởi Chu Văn An đến với Cà Phê Sáng, và một lần nữa chúng tôi xin trân trọng cảm ơn đặc biệt nhất là giáo sư Lê Trung Khảo và anh Vũ Đức Uyên. Và chúng tôi cũng được biết giáo sư vừa trải qua một cuộc giải phẫu. Cà Phê Sáng chúng tôi xin chân thành với cầu chúc giáo sư sức khỏe được tốt hơn để cùng với cộng đồng người Việt chúng ta. Thưa giáo sư, xin cảm ơn anh Hoàng Trọng và xin kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị. Cảm ơn quý vị đã cùng với chúng tôi qua chương trình Cà Phê Sáng này, và hẹn gặp lại quý vị vào sáng mai. Và quý vị đừng quên băng tần 57.7 với Hoàng Trọng Thủy và Lạp Sơn qua chương trình Thời sự Thế giới.